Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Mình là Nơ Mơ Hạt đấy. Thì lời đầu tiên mình xin chúc toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ở clip này thì mình chơi đó là vi tướng Tà Rá, một chất tướng hồi phục cực kỳ là kinh dị nhá. Tem mình thì có vẻ đó là tránh rừng, giữa đó là bắt mán cũng như đó là sơ lím. Thì hy vọng là tem mình là có sự nhường nháo. Sơ lím thì cũng chả cấu đó là chín rừng rồi. Và rất máy đó là không có sự đó là tránh rừng anh em ạ. Và này thì mình có thể là chơi được Zephyr nhá. Mình đã lên level 2 rồi, cái bốc phá nữa. Có cái chiến công đâu dành cho Tà Rá. Thì giai đoạn đầu anh em lên thì nâng cho mình đó là chiêu 2. Làm sao mà có thể đó là dẹp đám lính càng nhanh càng tốt. Để anh em đạt lên level 2 trước đó là tém địch nhá. Thì khi đó anh em sẽ thắng thế hơn. Đó là tém địch, đó là điều đương nhiên. Qua clip này thì mình cũng giới thiệu cho anh em về bộ trang bị bảng ngọc cũng như đó là phù hiệu dành cho Tà Rá. Về trang bị thì vừa đó là có một sát thương vừa đủ cũng như đó là có kháng phép, kháng vật lý. Còn về phù hiệu thì sẽ nâng lên cái sự trấu bo cũng như là lượng đám dành cho Tà Rá. Thì anh em cùng theo dõi. Thì mình cũng mong đó là anh em cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là một comment, dù chỉ là một dấu chấm nhỏ nhói ở dưới phần bình luận thôi. Đó cũng là động lực để mình làm nhiều clip hay hơn và làm theo yêu cầu của anh em về các vị tướng mà anh em chơi. Pha này thì liệu có bắt được đó là Zephyr tem địch hay không? Nhưng mà cái lao cơ khí của Sơn Lim thì đã bị đó là Zephyr tem địch né rồi. Ở thời điểm hiện tại thì Tà Rá là một chất tướng cũng không phải là quá yếu nhá. Nhưng mà quan trọng đó là Tà Rá là một chất tướng không thể sốc đám được đối phương. Tà Rá chủ yếu là đe đường bằng sự trấu bo, giữ lén bằng sự hồi phục. Chứ không phải như những vị tướng là Zuka hay là Ngô Khống. Nên là anh em thường đó là sử dụng những vị tướng đó là Zuka, Ngô Khống để có thể là bắt được đó là những vị tướng xa thủ tém địch một cách tốt nhất. Còn với Tà Rá thì đe đường cũng khá là dễ nhá. Gặp Ngô Khống và Dũ Cá thì chắc chắn Tà Rá đó là trên cờ rồi. Phải trắng thì Tà Rá đó là sờ, đó là hai gia tế. Với hai gia tế nó sát thương chuẩn nữa thì cực kỳ là thấm. Có nhiều vị tướng khác đi ở đến Tà Thân thì hầu như Tà Rá đánh hoa đến thẳng nhá. Nhưng mà quan trọng đó là giai đoạn V6, đó là một điều khác biệt đối với Tà Rá. Bây giờ thì Zephyr tém địch chắc chắn là phải ốm trù thôi. Chứ lao lên mình thì thứ nhất đó là không thể hạ gục được mình. Thứ hai đó là lượng máu của mình quá là nhiều, sự hồi phục của mình quá là lớn. Thứ ba đó là Zephyr tém địch thì cũng khá là ít máu rồi. Bây giờ thì chắc chắn đó là quyền kiểm soát con chim và con dơi này sẽ thuộc về mình 100% luôn.
thì cũng như thường lệ thôi, khi mình lên được đó là cái Team Incubus thì mình sẽ lên cho nó đôi giày để tăng tốc chạy một xíu, rồi mình sẽ lên cho nó hoàn thiện cái áo choàng thân ra. Món đồ đầu tiên được coi là món đồ trấn thủ dành cho ta ra nhá, đó là cái áo choàng thân ra ấy. Pha này thì mình sẽ ra hỗ trợ đứng mít và liệu pha này có hiệu quả hay không. Chiêu 1 của mình này làm chậm được một xíu và mình bật chiêu cuối đó là chơi luôn. Liệu pha này thì có màng không? Sợ không có màng rồi anh em ạ, khi mà đó là tu lé tém địch thì đã, đó là tốc biến đi rồi, ná cũng chạy đi rồi. Bây giờ con môi thơm nhất đó là con búa sánh nhá. Ná tém bàn thì vẫn đáng con cổ nếu kèo đó là hy vọng cướp con búa này. Nhưng mà lại cướp con búa này thì đó là một sai lầm dành cho ná rồi. Thêm cái bốc phá nữa, lấy đi màng của ná, vừa có đó là màng ná, vừa có thêm đó là hai búa. Thì ná cứ nghĩ là mình sát thương không có, nhưng mà đó là một sai lầm nhá. Chiêu 2 của mình thì sát thương khá là lớn, mình phải chưa chiêu 2 lại nhá. Phá đó thì chắc chắn là phải chưa chiêu 2 lại để có thể đó là bắt ná được, kèm theo cái bốc phá nữa thì ná rút không kịp luôn. Rồi Zephyr thì không kích để cướp chim, nhưng mà pha này thì là một sai lầm dành cho Zephyr rồi. Bật chiêu cuối lên, sự hồi phục của mình là lớn hơn sát thương dành cho Zephyr. Nên thôi một lần nữa thì Zephyr lại được đó là thảnh thơi và ngồi chơi, đó là khoảng 15 giây rồi. Món đồ tiếp theo mình sẽ lên cho nó đó là cái áo choàng băng giá nhé. Đấy cũng được coi là món đồ trấn thủ dành cho những vị tướng như Á Thú hay là Tá Rá, những vị tướng khống chế ít. Thì với cái áo choàng băng giá này sẽ giúp đó là Tá Rá cũng như là Á Thú sẽ có một lượng khống chế tốt hơn. Thực sự trận đấu này thì tém mình chỉ có là mình tánh cờ thôi, còn ở đường rồng thì khá là thấp máu nhá. Bắt màn thì mạnh ở giai đoạn đầu game thôi, về giai đoạn cuối game thì cũng không còn được là quá mạnh nữa. Và trận đấu này thì chắc chắn đó là bên tánh cờ chính hiệu rồi. Ok, pha này thì thịt thì chơi Zephyr luôn này. Tạm biệt Zephyr rồi, hết chạy rồi nhá, hết không kích rồi, chỉ còn đó là chiêu một lượt đi nữa. Nhưng mà chưa kịp lượt thì với cái bốc phá của mình đã lấy đi màn của Zephyr. Tầm này đồ thì Zephyr đánh mình coi như không mất máu đâu. Na tém bàn thì ứng thì lại solo luôn này. Solo như hai người đàn ông xem nào. Với cái thân thể thẹp của mình thì ta rá hồi phục cực kỳ là kinh dị luôn. Và chống chịu thì cũng cực kỳ là tốt. Ở giai đoạn này khi mà tém địch chưa lên được, đó là những món đồ giảm hồi máu, ví dụ như đao truy hôn hay là cái sách truy hôn thì ta ra cực kỳ là lực nha. Còn về giai đoạn về sau thì ta ra bị đó là giảm sức mạnh một xíu. Không phải đó là giảm sức mạnh vì gì, mà khi mà đối phương lên được cái đao truy hôn hoặc là cái sách truy hôn giảm hồi máu rồi, có thêm một màng của ná nữa. Ná tém bàn thì múa cũng hay đấy, nhưng mà gặp tém binh chặn đầu chặn đuối rồi thì làm sao mà có thể chạy được nữa. Pha này thì mục tiêu của mình đó là theo nát nhá, rồi xác định theo nát thì không có cửa chạy luôn rồi. Một pha ca ở thân trưởng đến từ đó là bắt mán. Ok, thì quay trở lại với trận đấu này thì bây giờ đó là chơi luôn, đó là tu lén tém địch này, hết cửa chạy rồi nhá, tu lén hết cửa chạy rồi này. Trận đấu này thì mình tuy là sát thương cực kỳ là ít, nhưng mà lại ăn màng thì lại quá là nhiều luôn. Tầm này thì ta ra được coi là cấn cả thế giới, cấn cả bản đồ luôn. Ok, thì con bùa này chắc chắn đó là mình sẽ dành cho đó là bị tém mình nhá. Một pha không kích rất chỉ là chuẩn xác đến từ đó là Zephyr, nhưng mà pha này thì có được phá đổi màng thôi. Bây giờ thì thịt thì chơi luôn này, mục tiêu của mình chắc chắn đó là xạ thủ của tém địch trước nhá, bởi vì sức sát thương của xạ thủ tém địch là lớn nhất. Nên là mình phải bắt xa thủ tém địch mới có thể là chơi những vị tướng còn lại. Pha này thì mình khá thấp máu rồi, mình quay trở lại đó là bắt xa thủ tém địch. Có một màng mình lùi lại một xíu vào bụi cỏ đánh thêm một phát nữa.
có thêm một màng của ná nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Mình thì ít máu thôi, chỉ còn một chấm máu, nhưng với cái liềm đoạt mệnh đến từ phù hiệu cũng như đó là sự hổ báo đến từ ná thì đã lấy đi được màng đó là rừng tém địch cũng như là xà thủ tém địch. Thôi bật màn vào này thì chắc có lẽ khó chạy rồi, không kích một phát nữa là thôi luôn ấy. Về bảng ngọc dành cho ta ra thì nói thực tế thì nick này thì bảng ngọc không phải là bảng ngọc chuẩn đâu nhá, nhưng mà cũng tạm dùng được. Mình có đó là 3 viên tỷ lệ chỉ mạng, đó là ngọc đỏ cũng như đó là 7 viên đó là tốc đánh, màu tối đá và giáp. Ngọc tím thì mình sẽ lên cho nó là tốc đánh tốc chạy nhá. Còn ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Đường rồng của mình thì thực sự nạt của anh em á, bị mất đó là hái trụ và tém địch thì ép vào trụ cái trụ thứ 3 rồi. Bây giờ thì sự trấu bo của mình sẽ tăng trụ đó là cho tém chơi luôn nhá. Một bàn hạ gục dành cho tém mình rồi. Nhưng mà pha này thì liệu đó là bị tém binh có chạy thoát được hay không. Nhưng mà bị tém binh thì không chạy thoát được. Một mình binh thì vẫn đang bùa vấy trừa tém địch. Double kill dành cho binh rồi. Và đấy là cái triple kill dành cho đó ta ra. Quả là trấu bò đi. Bây giờ thì binh sẽ lại bốc đầu rồi là xà thủ tém địch luôn nhá. Rồi pha này thì theo là chắc chắn thì không có cửa chạy rồi. Sự khống chế đến từ cái áo choàng băng giá nữa. Nên là theo là pha đó thì đang chấp nhận đó lên bảng điểm số thôi. Còn với những vị tướng đó là như u má thì khá là trấu bo, thế là việc binh hạ gục dễ dàng thì cũng khá là khó nhá. Nhưng khó chứ không phải là không thể. Trận đấu này ta ra 13 màng. Anh em đã thấy chơi con ta ra nào mà được 13 màng chưa? Comment cho mình biết ý kiến nhá. Mức rank thì cùng mức rank đó là kim cương. Ai thì nói chung tâm đánh này, mức rank này thì mọi người đánh cùng một cách bình thường thôi, cũng không phải là quá tốt, cũng không phải là gà gì nữa. 13 màng quá là khủng khiếp. Và này thịt thì chơi luôn này, thịt thì đập luôn này, thịt thì cấn hết nha. Ta ra cấn hết rồi, hồi chiều cuối lại cấn tất. Với ta ra bây giờ thì cấn mọi thể loại, cấn mọi đối thủ, cấn tất cả. Và bây giờ lượng máu thì vẫn đáng con đó là 2/3 luôn. Lại cái double kill 15-17. Ôi dồi ôi, đánh đấm thế này thì tém bàn sao chơi được nữa. Rồi pha này tạm biệt ô ma thân yêu này, tạm biệt ô ma xá nhẹ này. Ná tém bàn thì múa ra chỉ là hay. Nhưng mà pha này thì múa làm sao mà được nửa chiêu bột của mình. Kết thúc được màn của ná luôn. 17-17. Ôi dồi ôi, đánh ta rá mà ăn màng thế này thì tém binh sao chơi. Bởi vì thực tế thì ta rá là màu chất tưởng không bảo kế tốt nha. Nên là mình thì không thể bảo kế được xà thủ đâu. Hơn nữa thì tém binh cũng không có tánh cớ. Không phải không có tánh cớ, nhưng mà không có đó là hỗ trợ bảo kế. Chỉ có đó là mình tánh cớ cho tém chơi thôi, chịu sát thương. Còn lại thì bắt mãn không thể đó là tánh cớ cho xà thủ được, mà tém binh thì hái xà thủ. Nên là việc xả thủ tém bên bàn thì bắt đó là xả thủ tém binh cực kỳ là dễ dàng. Còn mình thì lại chịu đám cũng như đó là ăn quá nhiều màng của tém địch đi.
siêu cấp rồi. Nên là thế trận này thì cũng khá là dễ đánh một xíu nhá. Thì tém bên kia đó là lên hai món đồ giảm hồi máu luôn. Đó là gồm sạch trụy hồn và cái đao trụy hồn luôn anh em ạ. Kinh khủng. Bình thường thì chỉ một người lên thôi, nhưng mà tém bên bàn thì chắc có lẽ thấy ta ra lực của đó là lên hai món đồ giảm hồi máu luôn. Thế này thì cũng tốt thôi, sẽ giúp đó là tém bàn lương đám không được tốt. Thế quá đó sẽ giúp tém mình chơi tốt hơn. Ok, thì pha này nếu mà lên giao tranh thì chắc chắn mình sẽ tánh cớ cho tém mình một cách tốt nhất nhá, với cái sự trấu bo của mình. Nhưng mà quan trọng là tém mình phải hỗ trợ nữa, chứ thời điểm này mình không được khỏe như thời điểm trước nữa nhá. Sự hồi phục của mình thì không còn quá nhiều nữa đâu. Mình thì vẫn đáng con đó là tánh cớ giữa bốn người luôn, ba người luôn. Thì phá đó một mình đổi mạng, nhưng mà lấy lại đó là hai mạng của tém địch. Mình khép góc đó là ba người của tém địch luôn, còn bốn người của tém mình mà không hạ gục được đó là hai người của tém địch nữa thì cùng bỏ tay chấm ba com luôn. Bởi vì tém mình thì chỉ có đó là mình đỡ đòn nhá, còn lại thì máu giấy cái. Về phù hiệu dành cho ta rá thì sẽ lên như sau. Ở nhánh chính thì sẽ lên cho nó là vực hồn mãng. Trong vực hồn mãng cấp 1, cấp 2 thì sẽ lên cho nó đó là tăng sát thương cũng như là hồi phục. Cấp 3 thì mình sẽ lên cho nó đó là má chủ. Còn về phù cấp thứ 2 sẽ lên cho nó đó cái liềm đoạt mệnh. Thì 6 phút thứ 3 thì giúp anh em đó là bất tử trong vòng 1 giây. Còn phù cấp thứ 2 mình sẽ lên cho nó đó là khi anh em đứng gần trụ thì sẽ được đó là miễn thương, cũng như đó là kháng hiệu ứng cực kỳ là tốt dành cho ta rá, để việc bắn trụ sẽ dễ dàng hơn rất chứ là nhiều. Đã có đó là 3 đơn lĩnh siêu cấp rồi thì mình tin chắc rằng trận đấu này tém mình 96.69% là giành chiến thắng rồi. Mình sẽ tăng trù cho vào bắn luôn này, vào bắn trù rồi lim này. Ôi, bắn trù này, ôi ông kia còn chạy về nữa trời, chưa thích win anh em à. Xíu nữa mà lột rồi lại kéo nữa ấy. Phá đó mình tăng trù cho chơi luôn, bởi vì tém địch thì đang còn 3 giấy nữa ra, rồi lim chỉ cần 3 phát bắn nữa là cái trù tém địch nổ mà. Chắc có lẽ ông này vẫn đang muốn nhảy thêm một xíu nữa. Giai đoạn đầu game thì sẽ lim chạt đó là phế vật và tém gánh. Thì bây giờ chắc có lẽ sơ lim đang xanh xao hơn rồi, lượng đô cũng tốt rồi, nên là muốn đó là chơi một xíu để thể hiện ấy. Thôi không sao cả anh em ạ, dù sao thì chắc có lẽ đợt lính này lên là tém binh sẽ win thôi. Lên win nào, còn chần chờ gì nữa. Mình tánh cho hết mức thế này rồi mà không lên, mình khép góc hoàn toàn xạ thủ tém địch nhá. Xạ thủ tém địch chỉ bắn vào mình thôi, chứ không bắn được vào bất kỳ đó là vị tướng nào nữa. Nhưng mà một lần nữa thì tém mình đó là lại bị bắt hết rồi anh em ạ. Một phá đó là bá đổi bá, và phá này sẽ bắt xạ thủ tém địch nhá. Hy vọng đó là bắt mán tém binh thì có thể bắt được xạ thủ tém địch, nhưng mà bắt mán thì cũng phải lên bảng điểm số rồi. Cái bốc phá của mình thì đã lấy đi cái giáp hồi sinh của Theronat. Mình thì cũng mất cái giáp hồi sinh, nhưng mà mình trở lại thì lại phải lên bảng điểm số rồi. Tém binh nháy quá anh em ạ. Đáng lẽ là win lúc thằng sơ lím đó là bắn trù rồi đấy. Đến giai đoạn này trận đấu cũng khá kéo dài rồi. Mình sẽ chạt đó là lên ôn và win luôn nhá, không nháy nữa nhá, chứ tém mình nháy quá trời luôn rồi. Đi chung win nè. Ok, 3 đứng lĩnh siêu cấp rồi, 3 con gọi là đệ tử của tố rố to cha bả rồi. Mà ông mấy ông này vẫn đáng con là không chịu win rồi, nên mình cũng chịu luôn đấy. Với thế trận kéo dài khi mà tém địch lên đó là giảm hồi máu nhiều thế này thì mình cũng không còn được là quá mạnh nữa nhá. Hơn nữa thì sức bắn đến từ theo nạt thì cũng lực rồi.
Ok, pha này lên luôn này. Ngài ngung cái gì? Ô má tém địch làm gì đấy? Mình đó là sẽ bắt xạ thủ tém địch đầu tiên này. Bởi vì mình bảo kế thì không được tốt thôi. Mình chủ yếu là chống chịu đám thôi. Trong một pha combat tổng thì mình tin chắc rằng đó là tém binh sẽ có lợi thế cực kỳ là lớn nhá. Bởi vì nguồn sát thương chính đến từ tém địch, đó là theo nạt thì không thể đó là bắn được, bởi vì mình đó là chịu đám hết rồi. Còn lại thì đáng còn có 3 đường lính siêu cấp này nữa. Con ná với giai đoạn cuối game thì cũng yếu dần đi. Lấy được mạng của ná rồi và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Không thể là kéo dài hơn được nữa nhá. Mình thì đáng đó là đánh đó là vịt tém địch. Nhưng pha này thì chỉ còn đó là mình và Natalia và Sơ Lím nữa. Nhưng mà với 3 người thì cũng đủ rồi. Mình sẽ chống chịu rồi là cho tém bắn luôn. Và chắc chắn thì trận đấu kết thúc ở đây rồi. Một trận đấu thì cũng khá là kéo dài. Lượng chịu sát thương của mình thì gọi là quá lớn rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nha. Bye bye.